Dạ rồi, Tiến cũng chào cả nhà ha. Tiến chào cả nhà đã quay trở lại cái nguồn video của Tiến nha. Thì bữa nay Tiến tiếp tục có mặt tại chùa Đơm Bư để quá trình chia sẻ. Các anh em và chú bác cũng chuẩn bị hạ thị chiếc ngon mới để thử tốc độ luôn cả nhà. Dạ rồi, Tiến cũng mời cả nhà mình đồng hành cái nguồn video với Tiến nha. Tiến sẽ quay và chia sẻ quá trình giống như là hạ thủy luôn và quá trình quấn cần câu luôn cả nha ha. Rồi Tiến sẽ mời cả nhà mình xem video với Tiến nha. Quá trình giống như là bác này cũng đang quấn cần câu rồi. Không xa cả nhà dễ nhìn nha. Quá trình giống như là mình sẽ quấn câu trước khi hạ thủy cả nhà ha. Yeah.
ยังเรียบจังเราจับเบอร์เอาโยกมอเราไปแปะแนวไปนาด้วยแปะเงินทักโอเคเนาะแนวนำมันแปะเอาทายยังมันเตรียมพร้อมเลย จะให้เรียบจอมนะเรียบจอมกัน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 เร
ตะบ่าวนะหาบุกนะหาหยงทางการบอส
tàu một ca hữu là hàng con nhà máy lúc mình cơm hàng luôn cái cơm no luôn nhắm đấy cái hàng kéo nó hàng cả không đâu biết ai sang đi em lấy một áo em lấy hàng luôn con nào luôn qua qua cả luôn đấy mới một thêm thật đó một thêm nó ngồi mau mau khả đi mất của bạn xôn chơi bóng ôn dương không chỉ là coi dương chua lúc không hàng thuy cho hàng thuy làm cho hàng răng cho sẵn tháng đó thuy cho thuy thuy cho hàng chứ làm cho hàng bốn
cái đó cái bàn dưới xanh còn cứ trong một tách đó tiền đó lúc còn nói cái nhỏ tao muốn tao coi phải đâu ai đâu nó coi hay đâu vô cầm đá cầm đá nó coi cầm đá coi ô chi lớp ơ lớp lớp tiếng nhất lớp ô cầm đá coi gì coi bê bay lớp tiếng nhất à hai hai một cái cho coi bê bay ô nhớ 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 bất đi xa coi đã một bay lên trên này ha giờ đi mà mở bò sa ba của bất đi xa coi đã một bay chưa được đây so ăn cho tức quá. Có phấn ngô, phấn ngô bộ đặc đẹp luôn. Không có ra đó. Nói trong con đâu. Nói dằn đẹp chưa là hướng dẻ. Đúng rồi cả nhà ha. Đúng nha. Hấp hấp á, hấp quá lắm, hấp quá lắm, bắn sải á, hấp quá lắm. Hấp hấp. Hấp tiếp bắn á. Bắn sải á. Còn chút xíu là sẽ đụng nước cả nhà. Thằng bút mình không quen đâu. Chút đụng nước nha. Biết bãi cho là nước tưới á. Có bút kia. Có bút lớn cả ní bà nà. Thay vô vèo 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 đi. Lão tất hạ cho tất hạ cho tất hạ cho tất hạ. Ê! Cho tất hạ cho tất hạ. Có bút nha. Có bút nha. Có bút nha. Nước bà bãi lưng lớn bà nà. Thay vô vèo vèo vèo. Cho tất hạ để tất hạ hợp bà nà. Gọi là nó ngủ hòa ta. Đi đi đi. Đi lớn tiền bằng sai hấp
đẩy cái khu vực lái anh em cũng cố gắng để đẩy xuống được 80% dây rồi nha, xuống rồi cái mũi mới nổi lên ha, cái nãy cái mũi chung xuống khổ nó khó chịu cái đó. Ok nè, xuống rồi giờ đã đụng nước đi ra hết rồi, đâu đâu đi tâm la à, cho là đi đó rồi đấy à, cho cả chỉ rồi đấy đụng đây cho con để tiệm bữa nay à, hôm nay trời nắng anh ơi, chú học mưa kia hiện tại đang trời đang nắng rồi, ghe đã chạm nước cái nhà bút máu chắn để đợi thôi này, cái cần câu lái gặp khá gấp khá bự nha ha, nhà mai nha, sáng ngày mai nha, ở nhà mình đợi sáng ngày mai nha, ngày mai mới thử tốc độ nha, mà cần câu cần câu nha, anh lúc qua được cô lớp tình nế đúng rồi chứ mình nế được qua được cô rồi đây nó lên liền chứ bật nó bật nó luôn ở đây cút á, đây cút á, chân bảy ba này cố là bảy nè bảy miếng to miếng to bưng đâu đấy bảy cố kiếm á, ai chân chớn á, chân chớn á, là tung nắng rồi men lít ở nó không ta mà chút đó và hoặc hai lắm á thiệt lắm rồi ơi ba à lại gọi cút tinh lé thích thích cái bánh thích ra ba này cố tội lắm nữa mình lít nó bị chè sẽ đậu một đêm ở đây nha cả nhà ha, sáng mai mới đưa ghe ra ngoài dòng sông lớn cả nhà ha, đậu một đêm bắt đầu sẽ xả cần câu ra lại cái nhà này, quấn cần câu đặt chịu lấy ghe và mũi ghe ha, giờ hạ xong rồi lắm thứ mấy rồi gọi thứ mấy rồi xả thứ mấy nha, gọi là chống mà gọi là chống nữa gọi là chống nữa gọi là chống nữa gọi là chống nữa gọi là chống xả ra cái này ha. Xả ra tiếng thấy cái chiếc ghe nó hơi phiêu cái này ha. Xả cần câu nó hơi phiêu. Chiếc cần câu với ghe mình nó mới chắc cú luôn.